À, được, bây giờ mình sẽ review về món tôm hùm bông cho mọi người xem nhé. Tôm hùm bông là cái loại tôm hùm chắc nhất đấy nhỉ? Chắc nhất và đắt nhất trong các loại tôm hùm nhé mọi người nhé. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Okay. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Hôm nay anh em mình có một cái kèo độ gọi là siêu kinh điển nha mọi người nha. Mình đang thách đấu cả team mình luôn á. Và đây là anh cưng nổ vậy ạ. Văn này sẽ đánh một ván bia gọi là định mệnh luôn đấy. Nếu mà mình thua, mình sẽ mời cả tất cả team đi Hà Nội ăn một bữa hải sản tuyết cho là lê luôn nhá. Và nếu mà mình thắng ấy, thì bọn nó sẽ phải mời mình đi ăn một bữa gọi là trâu nướng tuyết từ The Lay luôn nhá. Đấy, ok. Tức là thể lệ cuộc thi sẽ như thế này, một mình chấp bảng đó. Ôi trời ơi. Đánh bất cứ một ai nhé, ba anh em nhầm cần hết. Cần hết. Ôi trời. Thể lệ sẽ là đánh bia lỗ nha mọi người nhá. Ăn tất cả mọi con. Ai ăn được 60 điểm trước là thắng. Đánh chỉ một ván duy nhất. Đấy, một ván duy nhất chơi không? Ok không? Ok, bắt tay anh ạ, bắt tay anh ạ. Ok, đừng có nổ nhé, đừng có bùng nhé. Không được bùng nhá. Đấy nhá, tức là thằng nào phá trước? Anh này, cơ bắp phá rồi, trước. Trung phá anh nhá, xong đến anh. Rồi. Xong đến người, rồi. Xong đến Vượng. Xong lại đến Trung, xong rồi đến anh. Ba thằng người cộng vào điểm được. Cộng tất cả ba thằng mày vào được 60 điểm trước thì thắng. Anh đánh được 60 điểm trước thì thắng. Quay lại. Chắc gì đã đến lượt anh. Chắc gì đã đến lượt các em. Đến lượt anh là hết rồi gì nữa. Điên rồi. 2, 3, 4. Xuân đây luôn à? Phải đánh trước. Xuân đây luôn à? Ok. Được phá. Ok, 3 điểm rồi. Hết điểm rồi. Chưa điểm rồi. 3 điểm rồi. Chưa 3 điểm rồi. Đánh 3 ván. Ta bán nhân chung quá. Quân tử mồm nhất nhân 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 gì nhỉ? Nhân 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 tứ mã nhân truy. À bên em chỉ chấp 2 người đấy. Bán được. Bên em 2 người thôi. Tôi đèn lắm kiểu gì cũng thua. Đánh vào sao lại vẫn tàn. Có được. Rồi đi thôi. Đi thay quần áo mình nói là làm cho mọi người ra. Đi. Mục đích là mình cũng muốn mời bọn nó đi ăn. Không phải là mình thua đâu, mình cố ý thua đấy. Anh em mình đã xuống đến Hà Nội rồi nhé mọi người nhá. Đấy, thế hôm nay anh em mình bảnh không? Ăn hải sản đấy. Thôi mình thua thì phải chấp nhận thôi, nhưng mà thật ra là thắng mình làm sao được em? Mình cố tình thua để dẫn anh em đi thôi, tại vì cũng lâu muốn dẫn anh em đi ăn hải sản một chút. Với lại có một cái nữa là mình cố tình thua để hôm nay xuống đây để ăn hải sản và gặp team Tuy Bốp luôn. Hôm trước có solo với Mam Đệ à, tí nữa mọi người sẽ biết nha. Bây giờ sẽ dẫn mọi người vào trong nhà hàng này để xem có những cái gì ngon để anh em mình chén nhé mọi người nhá. Okay. Thì theo mình mời thích ăn cái gì? Em ăn cuồng đế. Tôm hùm đi. Tôm hùm á? Ừ. Đâu có tôm hùm gì ngon? Đấy vào đấy. What? Ui. Cá gì ấy nhỉ? Con này là con gì mà ăn ở trong Đà Lạt đấy nhỉ? Con cá siêu hồng. Điên à? Con này là con cá cá bơn, cá sông, cá sông đỏ, cá sông đỏ. Con cá bơn nằm trong kia kìa. Cá bơn liền. Con một con mắt cá nằm. Con cá mú. Mú à? Đây cá mú, đây là cá mú. Cá mú con đây đỏ. Là cá siêu hồng con. Điên à, đây là cá sông, sông đỏ. Luôn. Ê, anh ơi. Luôn rồi, đâu ơi. Con này con cá trình à? Phải cá trình không? Cá lươn. Trong con điện tự nhiên. Đây này, hình như cái con này nó chất điện này. Bắt được nó lên không nhỉ? Ủa, anh dí đi. Em ơi, nó anh dí. Hỏi chút. Con này nó có giật không? Sờ được nó không? Sờ. Con này là nó dí. Con cá này sờ được không? Sờ được ạ. Sờ được ạ? Ây! Trông giống cái con cá gì ở bên gì nhỉ? bên Amazon nhỉ, mà nó giật điện ấy. Cho bảo anh thì tôi cầm lấy anh bắt cho mọi người xem. Anh phải nhìn quả mồm nó đã, từ đây là tốt đấy. Ai ui tao từ đâu qua nó đâu. Ai ui sợ chưa?
Cắn nó mất tay đấy. Mày cầm đấy anh. Chưa nhìn thấy con cá này bao giờ. Nhưng mà nó cắn không nhỉ? Chả cắn à? Nó cắn không em? Ấy rồi chị lừa đấy. Ôi. Nào, con bên cạnh nó cắn đấy. Ui. Ui, nhìn khiếp nhỉ. Ui, trông ghê quá. Không dám động vào nó. À, không, như kiểu con quỷ ấy. Không dám bắt nó lên. Ghê. Trông ghê ghê ấy. Con đấy to. Bắt con này lên nhá. Nào. Ui, chà. Cái này mà lắng lặn mà sờ vào nhỉ. Chạy mất dép luôn. Con đấy vừa bắt được mà. Hay là tí bắt một con này về làm ẩm thực mọi người thi đọc. Đỉnh thế, ui chà. Này, nhìn quả mồm nữa kìa. Sợ không? Không biết là ngon không anh nhỉ? Ăn gỏi nó đi. Dài á, con này phải dài mét rưỡi. Dã man luôn. Ui, nó quay lại nó cắn đấy. Ui. Kiểu nhớt nhiều luôn. Ui, nhớt lắm. Không, nặng lắm. Không bê nó lên. Con này tầm bao nhiêu cân này? Ôi, nó đáy. Ôi. Ui chà, nó chạy nó chơi mất. Ui. Con này ác chiến không mọi người? Quá đỉnh luôn mọi người. Con này ăn ngon không em? À, cắn ra đi. Ai cơ. Ui, con này ok đấy nhỉ. Ai, con này móng cũng chạy này. Con này là nó có hai cái râu ở mũi nó như con ốc sên ấy. À, từ bây giờ sẽ đi tham quan nhà hàng chút ra các người để chọn. Ơ, bên này có tôm này anh ơi. Tôm này. Trông nó to thế mà nó hiền nhá. Bên này có con to nó hiền nhỉ. Này. Bên này có con cá trình sông này. Mắc lỗ. Ai, con này mắc lỗ sắp chết rồi em ơi. Ơ, à, nó chui hai lỗ này. Nó chui qua không chui được này. Từ bên này sang bên này này. Mày à bưởi. Con này mắc kéo nó ra không nó chết toi rồi. Con này là con cá tầm. Cá tầm. Con này con cá gì? Cá gì ti ti đấy. Không phải chỗ đông. Cá bớp. Nhìn trông cá sổ phết. Anh ơi, tôm này. Tôm ăn gỏi đây. Con chim đấy cũng nhẻo rồi. Đây, AK này. À. Con tôm này ăn gỏi đây. Đây là tôm sú. Tôm sú à? AK. Ui. Tôm AK này. Mua này, ăn sạch nó ngon lắm này. Mà con được càng to. Bung bông. Ui, đấy. Bông. Nào, con giận nó chạy rồi. Con kia trâu nó to chưa kìa. Ui. Con này phải ngon này. Ui, khỏe thế. Khỏe lắm. Con. Ê, là cái con kia to nhất đấy. Đấy, con này đấy. Ui. Thấy một trâu rồi. Anh nhà bưởi chết chưa? Thôi em làm chứ. Mình lỡ làm gãy râu mất rồi. Không bắt được nó khỏe lắm mọi người ạ. Nó chạy khỏe lắm. Rồi, con kia to mà. Con kia to mà. Sao người ta cho cái con ngao ngao gì đây vào cho nó ăn à? Không biết. Chắc là thế cho nó ăn hả? Thôi bây giờ sẽ vào để sắp xếp đơn nhá mọi người nhá. Con này đi vào đây vào đây. Tay à, đây là team Tuybop mọi người ạ. Đây. Đi bỏ mũ ra. Ơi, hôm nay là xuống gặp team Tuybop mà hôm trước Mao Đệ có solo liên quân với Tuybop ở trên fanpage của Tuybop ấy. À, ai mà yêu Tuybop và thích chơi liên quân mobile ấy, thì có thể ghé vào fanpage của Tuybop để cổ vũ cho Tuybop nhé mọi người nhé.
rất sẽ có nhiều phần quà dành cho mọi người này, và xem những skin gọi là thực ra mình chơi game không không biết chơi game, thế nên là cái món này mình cũng mới chuẩn bị cho mau đệ đi theo tuy bốt để học lên quân về làm sờ chim mơ. Chim mơ ấy. Thế là hôm nay tiện thể thì có xuống đây và ăn hải sản này và gặp gỡ tuy bốt, và bây giờ thì chuẩn bị bây giờ là anh em mình chén thôi. Và tí nữa anh em mình sẽ giao lưu bằng những thứ khác nha em nha. Và anh mình ra xin đồ và gọi đồ đấy. Đây là rượu ngâm cà voi nhé mọi người nhé. Mình thấy nó đẹp đẹp thì mình xem thôi. Ở đây rất là nhiều rượu. Mình thì cái khoản rượu bia thì cũng tạm tạm, cho nên là rất thích mấy cái món đẹp đẹp. Những cái gì đẹp là mình thích. Cái quả này tỉnh này anh ơi. Anh làm quả này ra anh em mình tỉ thí. Thì hỏi tí bố xem nó thích tỉ thí rượu gì. Cho mau đệ tỉ thí. Hôm trước là solo liên quân cùng rồi. Hôm nay solo rượu. Là solo à? Đây, sang bên này chọn rượu bên này này để. Ui, con này đẹp này. Đây, bên này này. Ôi, anh ơi. Rượu này. Rượu này bị ngọc như này. Tuy ơi. Dạ. Em uống rượu gì nhỉ? Uống rượu gì? Tự nhiên. Anh em mình chơi chi bác đi. Chi bác nó sực rỡ đi. Có uống được rượu không? Em á? Em thì cái gì chẳng uống được, rượu bia uống được hết. Là đàn ông không được uống rượu bia chứ. Không phải cái gì cũng uống được đâu, nhưng mà cái gì ngon thì uống ngon. À, món gì đấy? À, củ quả luộc chấm kho quẹt. Nó kho quẹt đâu rồi? Kho quẹt là gì? Chấm nước chấm, cái là nước chấm rồi. Nhưng cái này nó làm bằng những cái gì đấy em? Ớt. À chắc em không phải đầu bếp. Phải có hỏi đầu bếp rồi, nhưng mà mình chưa thấy món nước chấm này bao giờ cả. Mà đúng là cá khô ấy, nước cá khô ấy. Là hàng khác thì món rau luộc cũng phải khác. Đấy. À giờ em chuẩn bị chưa thôi. Ấy, cho anh ít nước nói với. Không, cái nồng độ cồn nó cao tí hơn nước là. Người ta bảo rồi, rượu vào lời ra nhen lên thì một thứ số thứ nó xuống. Nhưng hôm nay anh em mình uống bia mà mình định là uống chi bát đằng sau này, nhưng mà chỉ sợ rượu vào lời ra. Ôi, món gì đây em? Sức bảo ngư ạ. Ai ạ? Quả này nhiều quả trung ở trong ngon thế. Đây là cung đình ấy nhỉ. Bảo ngư cái này là hay kiểu cho vua 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 chúa ăn ấy. Đấy, xà. Cứ coi như em là vua chúa đi. Đây, 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 đây. Đây. Đúng rồi, xin nhá. Không chủ nhỉ. Lần đầu tiên gọi là thử ăn kiểu vua chúa như này nhá mọi người nhá. Quả đỉnh đồng nữa. Ấy, của em này đâu? Đây, đây ạ. Nó to đâu đã ở đây không chén ạ. Nhà hàng này tuyệt vời là nhỏ. Rất là đói rồi. Thôi bây giờ cứ làm cái đi đã. Làm cái đi. Em phải ăn thử món này chứ mọi người. Chào sức khỏe em nhá. Lần đầu tiên anh em mình được giao lưu với Tuy Bốt, một game thủ gọi là đỉnh đám nhá mọi người nhá. Thì em giới thiệu về bản thân một chút đi. Em xin tự giới thiệu là em là Tuy về danh là Tuy Bốt, có nghĩa là Tuy Bốt em thì chơi về game liên quân Bubi. Em nào ủng hộ thì sang follow và theo dõi cho em nhé. Em sinh năm bao nhiêu? Em là em sinh năm 98 ạ. 98 à? Vãi, là con hổ à? Con hổ. Hổ là chúa muôn loài thế thôi. Thôi mình xuống đây gặp Tuy Bốt là muốn là gửi gắm Mao Đệ vào trong team Tuy Bốt một thời gian để cho Mao Đệ Thế, gọi em ở nhà nào đấy. Nhưng mà nó không đồng ý.
À, hôm nay anh em đến giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về fanpage này và YouTube. Rồi, chúc sức khỏe em nhá. Em chúc sức khỏe anh nhá. Em quê ở đâu nhỉ? Em là em quê ở Nam Định ạ. Nam Định đúng không ạ? Anh ở Ba Vì. Anh Ba Vì. Cùng tất cả mọi người nhá. Mời anh. Thôi trên livestream nói nhiều thế mà. Ngoài anh là cũng lạnh cũng ngại camera nhỉ. Dùng đi em, dùng đi. Hôm nay là anh thua kèo thế nên là phải dẫn bọn nó đi ăn. Nhưng mà chưa bao giờ được ăn thử món này. Thế chị kia bảo cho cái này vào. Cái này ăn được gì nhỉ? Cho ăn thử cho giá đã. Mình cho cho mình cho giá vào đặt vào đây dùng nước. Nước dạ. Nước hồng này là nước gì ạ? Cho giấm hồng vào ăn. À cho cái nước này vào đây. Cho giá vào trước là gì? Cho giá vào. Cho tất hay cho nhiều em? Mình ăn cho tất hay cho hết? Mình ăn hết được ạ. À, hết được. Anh tưởng cho hết không phải cho tất nhé. Có nước thì đừng cho tất nhé. Tất cuối lại. Cho hết là thôi. Lần đầu tiên được mà. Cái nước này cho nhiều không ấy? Không biết. Ui. Chuột. Mình tùy thế ạ. Mình muốn là mất tắt nhiều. Mình cho nhiều con nào đó. Cứ cho mà ít vậy sao nào. Khổ lâu ngày xuống núi em ạ. Chưa bao giờ được ăn nghỉ. Cái mấy cái món này bao giờ cả. Ui, vẫn còn sử. Ai? Món đây review trước thử xem. Ây, cứ tử. Để cho thằng kia nó làm. Ây, làm kia trước, trượt bạch trước đã. Trượt bạch. Nó to một nửa. Nó cho một nửa nước không? Tí nữa cho nó làm trượt bạch cho anh em mình ăn sao. Cái gì à? Đấy là cái vi cá này. Đấy, lần đầu tiên mình được ăn vây cá mộng đấy. Vi, đây là vi cá hả em? Phải không rồi? Đúng. Món này vi cá. À súp bào ngư. Bào ngư vi cá. Bào ngư vi cá. Có súp nhỉ? Có súp. Ngon thế. Khỏe quá. Khả năng tắt lên đi thổi nguội hút mát hết cả được nổi. Thế nào? Chua đấy. Chua. Chua. Chắc cái này. Đâu? Cái này là giống đâu. Nhưng mà ăn cái này thật thật ngon lắm. Mình thử một miếng xem sao. Nó hơi bẩn, mình phải thử thử nó nguội không ạ? Ăn quá ăn đi. Ngon. Ngon ăn nó giòn giòn. Ok mọi người, ngon lắm anh em ạ. Đây mình tức là có cảm nhận gọi là bào ngư này. Đây là bào ngư này. À đâu, đây là vi cá đúng không? Ngon lắm. Không phải. Đây là vi cá bào ngư anh ăn nhiều rồi nhưng mà vi cá mình chưa được ăn bao giờ. Nhìn nó trông nó như kiểu dứa dứa xanh thái là cái miếng dứa ấy. Dứa rừng ấy. Anh ơi, cái con bào bào ngư ấy. Cái miếng này ngon hơn miếng trước. Cái con bào ngư ấy. Nhưng như người ta cũng làm héo đi xong bắt đầu. Xong bắt đầu đấy. Nó quá. Ừ, dài dài ăn ngon nhỉ. Làm héo á. Hôm nào về phơi à? Hôm nào về ăn phơi đâu. À đây đây, cái gì đây này? Giá không phải. Đây là. Đây mới là bào ngư chứ ạ. Bào ngư đây này. Phải không? Để mình thử này. Đúng rồi. Bào ngư ở dưới á. Em biết rồi. Ồ, đấy. Ừ. Tuyệt vời. Đắng lên dạng. Chút 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 chút. Đắng lên dạng. Đắng lên dạng. Đây, đây. Ồ, hai đứa cả. Đây, cứ bỏ tạm thời, bỏ cái món rau đi. Ở nhà mình còn nhiều rau lắm. Đây là món ốc hương cháy tỏi nhá mọi người nhá. Và ốc hương này anh em mình cũng đã từng ăn rồi nhưng mà chưa ăn cái món cháy tỏi này bao giờ. Thử đi bao đệ. Xin đấy, em ơi. Em xin đây. Thử cái món này chấm gì nhỉ? Chấm nước sốt xanh ạ. À nước sốt xanh. Đây là cái gì đây? Cái là khoai tây ạ. Ui. Mút cái ngon. Để ăn được cái tây.
Ui. Đây củ tỏi nè. Củ tỏi gì? Ngon lắm, nó nhiều. Như kiểu ốc xào á mọi người. Rất là dài thế. Ngon. Nhưng mà cái ốc kiểu này nó không đấy nhỉ. Cái món này là trồng cái này à chị? Dạ vâng ạ. Em có cái que tăm nào nó để dài không? Dạ. Anh là anh không ăn được cái món nhỏ lẻ như thế này. Bóc ra thật. Cái món này con ốc hả? Rồi, chư ăn xuống lắm rồi. Đấy, chuẩn đấy. Thơm. Rồi, rồi cứ thử một này. Đấy. Cái loại này phải ăn khoảng độ tầm chục con một vả một phát thì ăn con một. Wow, đấy. Rất là dễ bóc ra mọi người nhá. Đây, nó để phải ăn thế này này. Ui, dạ anh nhảy thôi rồi nhỉ. Tầm 5 con một xem nào. Con một. Đây là con cá gì đấy chị? Cá chim ạ. Cá chim ạ. Ui, cá chim đây là món cá chim gì đấy? Cá chim nhỏ muối á. Ai, từ từ cho mọi người xem đã. Ui, quá là đặc biệt luôn. Đây, cá chim nhúng muối ớt nha mọi người nhá. Ôi, cái món này mình gọi, các có gọi món này không? Được đấy. À, món này là khuấy thịt ra xong rồi quấn vào cái này với lại các gia vị đấy đúng không? Dạ vâng. Củ này là gặm đấy là. Cái này là để làm đẹp mọi người à, tức là cái món này ấy, cũng giống như cái kiểu món cá kia của anh em mình ấy, sẽ khuấy thịt nó ra và đây mình sẽ thử luôn kiểu như sẽ như thế này đấy, nhưng mà thôi mình quen bốc tay rồi, cứ bốc tay rồi nhanh đấy. Quả nóng thế. Wow. Ngon lắm. Ngon rồi. Đây đây, anh làm cho em một cái. Đây tao quấn cho mày đây. Đây đúng 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 kiểu cá nướng như kiểu anh em mình ấy, mình này hay bông nho, mọi người thông cảm chút cho mau đi đấy, với lại một chút rau sống này đó, một trái ớt này đấy. Không sao lại không, cái này đã cay rồi, cái này để trang trí mọi người đấy, quấn nào. Tuyệt vời luôn. Đó, đây. Đây sẽ là món cá chim nướng muối ớt. Cái cá chim này phải chấm gia vị khác chứ. Đấy đấy, đúng không? Chuẩn luôn em ạ. Còn mình lại quay lại cái món ốc hương đấy. Thôi mình xin. Wow. Ốc hương là một miếng. Quá thơm lắm ạ. Anh ăn đi. Anh ăn ốc mà. Ừ. Em vô đi, vô đi. Ăn cái đẻ thoải mái. Cá chim ngon à. Nướng muối ớt rồi ngon. Hả? Giòn. Giòn ngon đúng không? Đó. Cần nướng ớt cái cái quá. Thưa mình nhỉ. Em ơi. Dạ. Anh hỏi chút. Cá chim này cá chim biển đúng không? Hay là cá chim kia? Dạ vâng, cá chim biển đấy ạ. Thảo nào ăn nó khác hẳn, ngon hơn hẳn. Nó không béo, bị béo như kiểu cá chim của anh em mình hay bắt ở sông Hồ. Ngon hơn hẳn luôn, cái thịt nó không có tí mỡ nào luôn này. Đấy. Thịt nó không có tí mỡ nào luôn nhá. Nó giòn lắm em ạ. Giòn nữa, nướng giòn thật. Ui, cái già nó lại. Ui, đây em vậy. Em xin, em gặp được bà, anh ăn đi. Em ngại gì? Em có gì đâu mà ngại. Trên livestream thì Tuy Bốp nói cực kỳ nhiều nhưng mà ra ngoài đời, từ lúc hỏi câu nào nói câu đấy, chả thấy phát biểu. Cứ tự nhiên như ở mà nhà đi. Em cứ tự nhiên như ở nhà nhưng đừng quên mình là khách là được.
Mệt cái gì đâu, cứ nói chuyện thoải mái rồi. Anh em gặp nhau còn phải gặp nhau nhiều mà. Bà. Ngại là hại dạ dày em ạ. Ừ, em có ngại đâu, thoải mái mà. Wow. Xin phép tôm hùm bông bỏ lò. À, món chính của anh em mình đã lên nhá. Đây là món tôm hùm bông bỏ lò phô mai. Đỉnh đấy. Chà, chuẩn đấy. Ấy, thấy chưa? À, được, bây giờ mình sẽ review về món tôm hùm bông cho mọi người xem nhá. Tôm hùm bông là cái loại tôm hùm mà chắc nhất đấy nhỉ? Chắc nhất và đắt nhất trong các loại tôm hùm nhá mọi người nhá. À, tôm hùm xanh đắt hơn. À, tôm hùm bông đắt hơn, nhưng mà tôm hùm xanh kia cơ, nhất con tôm hùm bông đột biến màu xanh ấy đắt hơn. À, cái loại này thì anh em mình cũng từng thưởng thức rồi. À, nó gọi là vua của các loại tôm mọi người nhá. Còn cua hoàng đế là vua của các loại cua. Ây da. Ây da, thôi được, cái đầu để tính sau. Anh em mình tặng một cái này trước đã. Ây. Wow, cho anh mượn cái đĩa em ơi. Đây, 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 mau đây, đặt cái đĩa đấy lên đây để xẻ. Đó. À, mình sẽ... Wow. Cái nó vàng vàng ở trên là phô mai à? Phô mai đó. Ui, nó sụp phệt nè. Cái này gặp cả. Ui, cái này hơi trông chân. Đặt xuống đây thì khứa vậy. Cái này có cái kéo á. Thôi nhưng mà cái này ăn thử. À, nó cần gì? Đây. Ui, đấy, chuẩn chưa? Ăn thịt là thịt đấy. Chuẩn chưa? Đấy nha. Mình cứ tưởng phải cắt, tức là đầu bếp đã cắt hết ra rồi. Đây là một miếng bắt đầu. Anh cầm với em. Chị cái này chịu đĩa. À đây. Đây, chị. Cái này lại phải ăn đĩa. Đĩa đâu? Cho vào cái đĩa đây, đĩa cầm rồi. À, ừ, anh cầm này. Rồi thế đây, cho vào đĩa đĩa đấy. Đấy. Anh dùng đĩa này luôn. Ok, đây. Wow. Wow. Đó, đây là toàn thịt tôm nhá mọi người nhá. À, cái này chấm muối ớt xanh này. Ăn thử đi anh ơi. Wow. Ôi trời. Okay. Mời mọi người miếng tôm hùm bông nhé mọi người nhá. Ngon không ạ? Cái đấy không phải hỏi. Mời mọi người. Miếng đầu tiên mình không chấm, chấm ăn vị nó như nào nhá mọi người nhá. Em lấy cho anh mượn cái kéo. Dạ vâng. Béo. Đúng rồi mọi người ạ. Thì ngon nha, mình sẽ xẻ cái đầu ra cho mọi người xem nha. Cái loại tôm hùm này nó cực kỳ chắc thịt và ngọt thịt. Chắc thịt nhất trong các loại tôm hùm luôn. Đây. Đây à. Đó. Ui, con này có trứng không? Ui, gạch nó kìa. Wow. Đây. Nào mình sẽ tách cái phần thịt với lại kia nào. Em ăn gạch không? Món này ăn gạch không? Đâu? Đưa thìa đây, đưa thìa đây. À đây. Nào. Lấy cái phần ngon nhất trong món đi. Đây. Đây lại ăn thử gạch xong. Đây. Đây là gạch nó nhé mọi người nhé. Cực kỳ ngon nhé. Wow. Ngon không? Chả ngon. Đấy. Đây, thử đi. Đấy, cái phần thịt thử. Em thử ăn món gạch con tôm hùm bông nhá mọi người nha. Quá. Có một ít là mùi tiêu chanh này. Vẫn cực kỳ nhiều thịt nhá, ở trên đầu đó này. Béo lắm. Wow. Ngon nhỉ? Thôi. Này quá, còn khách nữa ở đây. Đây anh lấy không? Lấy em đây. Đây là phần thịt đầu ở trên đầu của nó. Đây. Đây này. Em đó. Em cũng đi ăn mới. Trên cái càng của cái con tôm này thì rất là nhiều đây nhá. Đây. Này món đây. Tôi mà mình phải ăn hết nốt cái chỗ đấy đi đã.
Nào, mình đi món mới nào. Mời anh nhá. Và hao lên không? À, lần đầu tiên được xuống lần đầu tiên được xuống giao lưu với T-Bob và xuống nhà hàng hải sản ở dưới Trung Hòa này, thật sự là rất là phê đấy mọi người nhá. Ở đây nếu mà ai gần đây ghé qua nhà hàng này thì nói chung một lần là sẽ nhớ cả đời. Mình có để link ở dưới mô tả và trên màn hình với mọi người nhá. Ok. Thôi, cảm ơn tất cả mọi người tụ họp hôm nay cả. Chúc sức khỏe mọi người nhá. Bắt con nào nhỉ? Bắt cái con to to rồi anh ơi. To to á? Hay là con nói? Bắt con nói thì suy nghĩ đã. Hôm nay vừa ăn tôm hùm bơm xong. Nhưng mà, đây em bắt con cá gì đấy? Ui anh ơi, bắt con cuông đấy. Cuông đấy á? Ừ, mua con cuông đấy về anh em mình ăn gỏi đi. Ây, xà. Con thân nó cặp ra đấy nó. Chà chà, con này to nhỉ? Bắt con này về không? Con này bắt con. Bắt nó với ăn gỏi đi anh ơi. Gỏi á? Ừ, anh em mình cũng chưa ăn gỏi cuông đế bao giờ. Nhưng mà sáng bảo bắt con kia về. Con này ăn rồi, để hôm sau nhá. Để hôm sau đi. Để hôm sau anh em mình sẽ bắt con này. Bây giờ sẽ bắt con cá điện, cá chìm về á. Vừa ăn uống no say rồi, bây giờ anh em mình phải kiếm đồ để mang về. Mọi người thấy con này như thế nào? Nhìn nó này. Quá đỉnh luôn, con này nhìn như con kỳ đà anh nhỉ. Con này phải con này phải tầm 1m2, 1m3. Nó cao hơn em ấy. Tao bỏ cái đuôi ra mấy. Bắt con này về nhá. Bắt về đi. Nhưng mà giờ giữ sống được đến đấy nhỉ? Anh em mình về đến nhà là tối mất rồi. Hay là bông cô xí. Con này à? Vâng. Phải tầm 1m5. Ui. Wow. Tốt nha. Tốt. Em ơi. Em ơi, anh hỏi chút nào. Thì con này bây giờ chở đi xa phải không? Được anh ạ. Được à? Nó sống không? Sống ạ. Được. Mic cho anh con này. Ok nhá. À, bây giờ anh em mình phải xuôi về Ba Vì đây. Ui. Nó thấy mất bạn, nó định tẩu thoát. Ôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. À, bây giờ anh em mình phải xuôi về Ba Vì để tụ họp ở trên đấy có việc và cũng phải để làm một clip cho mọi người xem nữa. À, ở đấy thì tối mất. Tôi xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye tất cả mọi người nhá. À, cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. À, sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhá. À, đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá.
ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên màn, để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.